Xử lý vụ Angela Phương Trinh đăng tin dung đất chữa Covid-19, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cho biết Sở đang tiến hành thu thập thông tin. Xử lý đối với nghệ sĩ lan truyền thông tin dung đất chữa Covid-19, trao đổi với Dinh, ông Nguyễn Đức Thọ, chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Sở đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý hành vi cung cấp thông tin, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm điều trị Covid-19 không có sự cấp phép của Bộ Y tế trên mạng xã hội. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu diễn viên Angela Phương Trinh gỡ các bài đăng liên quan đến việc lan truyền thông tin dung đất chữa Covid-19. Chúng tôi cũng sẽ có hình thức xử lý sau, ông Nguyễn Đức Thọ nói. Sau quá trình thu thập thông tin, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các chủ thể tài khoản khác trên mạng xã hội phải gỡ bỏ nội dung đưa tin sai sự thật, gây hiểu nhầm về việc phòng điều trị Covid-19 từ sản phẩm địa lông dung đất. Chúng tôi đã gửi giấy mời đến các tài khoản đó vào ngày 25 tháng 8 để làm rõ và có cơ sở xử lý theo quy định. Tuy nhiên, trong thời gian cao điểm giãn cách xã hội của thành phố Hồ Chí Minh nên buổi làm việc được dời lại. Các chủ tài khoản nói trên đã thực hiện việc gỡ bỏ thông tin liên quan đến việc điều trị COVID-19 từ Dung Đức, Địa Long trên mạng xã hội từ ngày 19 tháng 8. Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, trước đó, tại chương trình dân hỏi thành phố trả lời, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát Thanh, Truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định sẽ xử lý nghiêm những người nổi tiếng lan truyền tin dung đất chữa khỏi Covid-19. Bộ Y tế chính thức thông báo là không có cơ sở khoa học nào chứng minh dung đất hoặc chiết xuất từ dung đất để chữa Covid-19. Vì thế, chúng tôi sẽ xử lý những người tiếp tục lan truyền, quảng cáo thông tin này. Đề nghị bà con ra sức cảnh giác. Ông tự do nói, thời gian qua, một số cá nhân sử dụng mạng xã hội, trong đó có diễn viên Angela Phương Trinh, đã đăng tải thông tin dung đất, địa long có tác dụng chữa trị các triệu chứng ho, sốt của COVID-19. Ngày 29 tháng 8, Bộ Y tế khẳng định những thông tin này không chính xác, không có căn cứ khoa học, chưa được kiểm chứng về tác dụng hỗ trợ, điều trị COVID-19 của dược liệu địa lông. Do đó, để đảm bảo an toàn, hiệu quả, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tự ý mua, sử dụng dược liệu, các sản phẩm từ dược liệu theo lời quảng cáo trên mạng xã hội khi thông tin chưa được kiểm chứng và chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền để tránh tiền mất tật mang các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chu thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé